Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 1, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bạc Liêu cho biết rằng đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ phát hiện một xe tải vận chuyển hơn 1 tấn tôm có chứa tạp chất. Vụ việc đang khiến cho người dân bất bình vì nếu số tôm bẩn này được tiêu thụ trót lọt ra ngoài thị trường thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con trong những ngày cận Tết như hiện nay. Vào khoảng 6 giờ ngày 2 tháng 1, lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh phát hiện xe tải biển kiểm soát 94C05876 do tài xế Trần Văn Minh, sinh năm 1971, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, điều khiển di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Tân Thành, thị xã Giá Rai, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng và kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 28 thùng xốp chứa hơn 1,1 tấn tôm nguyên liệu có chứa tạp chất Aga và CMC. Bước đầu tài xế khai nhận đang trên đường vận chuyển số tôm có chứa tạp chất đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.